Chị rất là sướng, vui Chị mừng. rất là sướng, rất là vui mừng đúng không? Đúng Thấy đẹp không? Quá đẹp phải. Quá đẹp. Dạ. Cái máy tôn này là chị mới sửa. Hôm trước là chú Khánh và chú Dũng là có đưa trước cho chị 3 triệu đồng là chị là đã sửa lại là chuồng trại. Chị đã thuê người và về họ làm trong 2 ngày thì họ đã làm xong cái công trình của chị. Vâng. Tức là hôm trước là em đưa trước 3 triệu là bây giờ là sửa cái chuồng đây để chăn nuôi bò đây rồi đúng không? Đúng rồi. Dạ, tốt quá, sửa này thì quá chắc chắn rồi, đẹp rồi. Dạ. Ok. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì em Khánh đang quay trở lại với gia đình của chị Trần Thị Nga ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Là một cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng bị đột tử, để lại 3 đứa con nhỏ cùng với một khoản nợ rất lớn ở ngân hàng đấy quý vị. Và với những video trước mà Khánh đã đăng tải lên rồi đấy, thì quý vị chúng ta cũng đã biết và cũng rất là nhiều cô chú, rất là nhiều mạnh thường quân chúng ta yêu thương và đã có gửi tiền về để giúp đỡ cho gia đình chị Nga. Và ngày hôm nay thì với cái số vốn đó thì chị Nga là đã quyết định sẽ sử dụng để mua bò, vâng ạ, mua một cặp bò về để chăn nuôi, để phát triển kinh tế gia đình. Rồi phần dư còn lại đấy thì sẽ là mua một ít gà để nuôi. Và hôm nay thì Khánh quay trở lại đây để xem là thăm hỏi gia đình chị Nga, cũng như là xem cái việc là chăn nuôi của chị đã triển khai được đến đâu rồi. Vâng ạ, bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng Khánh theo dõi hoạt động của việc chăn nuôi của chị Nga như thế nào quý vị nhé. Và trước ông ý của quý vị đây chính là một cặp bò mà và một con bò nhỏ đấy, ở quê Hà Tĩnh chúng em đấy, người ta gọi là bò me đấy, me có nghĩa là bò con đấy quý vị. Đấy thì hôm nay Khánh quay trở lại đây để thăm hỏi gia đình chị Nga, cũng như là ngày hôm nay chính thức là cái ngày mà chị Nga mua được một cái cặp bò mà và một bò con này về để nuôi, để làm giống đây quý vị, để phát triển kinh tế trong việc là chăn nuôi đây. Rất là tuyệt vời. Ngày hôm nay Khánh đến đây thì thấy như này cũng rất là vui, khi mà chị Nga cũng rất là tâm huyết. Thứ nhất là sửa sang lại chuồng trại quý vị này. Đấy. Đây. Những cái tấm tôn này là bây giờ mới làm lại đấy chị hả? Sửa lại chuồng này hết bao nhiêu tiền chị? Chị sửa hết 3 triệu đó. Sửa hết 3 triệu à? Thế là hôm đó là em đưa 3 triệu là sửa vừa hết luôn. Vừa hết luôn, đẹp quá. Hôm nay mua được bò về nuôi này là tuyệt vời rồi. Chuồng cũng vừa khéo luôn đúng không? Cái này nuôi 2 con, một bò me, một con me nữa là quá đẹp ha. Con bò con này đẹp hả? Hả? Con đẹp ạ. Quá đẹp luôn. Con này là bò lai em. Bò lai đúng không? Bò lai. Đẹp con quá. Mà thì phá lai thôi. Hả? Mà thì phá lai. Mà thì phá lai luôn. Phá lai thôi đúng không? Đây con me quá đẹp. Nhưng mà ngày này nguồn sữa nó cũng tốt đấy. Nguồn sữa tốt đúng không? Tuyệt vời rồi, cái này thì quá tuyệt vời. Bây giờ con bò con bò mà là cũng mang thai nữa rồi đúng không? Mang thai rồi luôn. Dạ. Mang thai được gần 2 tháng. Gần 2 tháng hả? Dạ. Thế thì quá tuyệt vời. Đẹp quá, con bò con đẹp quá. Qua cái chương trình này thì chị cũng muốn nói mà một đôi lời về là vậy thì qua cái chương trình thì cũng là qua cái sự cố của gia đình
không may xảy ra thì có là chú Khánh và chú Dũng là cũng là cái duyên may là đến với gia đình thì đã kêu gọi là các mạnh thường quân giúp đỡ. Thì sau cái biến cố thì cũng là nhờ là sự động viên và là nhiệt tình của là chú Khánh và chú Dũng. Thế nên là cũng là đã kêu được các mạnh thường quân giúp đỡ gia đình thì cũng có được số vốn là chăn nuôi bò thì vừa là tạo là điều kiện là công việc thêm cho các cháu làm, vừa là thu nhập thêm cái nguồn kinh tế. Thì chú Khánh và chú Dũng cũng đã là hướng cho mẹ con là cách thức làm ăn rồi là chăn nuôi bò và để là phát triển kinh tế. Thì qua cái chương trình thì là chị cũng là rất là cảm ơn chú Khánh và chú Dũng rất là nhiều. Và chị gửi lời là cảm ơn tới là các mạnh thường quân đã là giúp cho gia đình có một cái nguồn vốn chăn nuôi. Và chị cũng chỉ biết nói vậy chứ không biết nói gì hơn. Dạ dạ. Đây là tấm lòng của các mạnh thường quân chị ạ. Dạ, và em cũng xin thay mặt cho các mạnh thường quân xin chúc cho mẹ con chị đầu tiên là được sức khỏe, được mạnh khỏe. Thứ hai nữa là bây giờ cố gắng là phát triển kinh tế bằng việc chăn nuôi này cho nó thật tốt chị nhá. Và hôm nay đến đây thì thấy mua được là một cặp bò mà me như này là rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Em cũng mừng cho chị nhá. Khởi nguồn nó sẽ là từ một cái cặp bò này, nhưng biết đâu một năm sau, hai năm sau chị sẽ trở thành sẽ xây dựng lên một cái trang trại rất là lớn và có sẽ nhiều con bò mà và nhiều con bò con nữa chị nhá. Đấy thì song song với cái việc mà mình nuôi bò thì mình có thể nuôi thêm gà nữa. Vậy là cái hướng làm ăn là nói chung là chú Dũng và chú Khánh cũng là tâm huyết để là hướng cho là mẹ con cái hướng làm ăn. Thì là thực chất là qua cái biến cố thì chị cũng chưa là đủ mạnh mẽ để là ấy, nhưng mà dần dần chị là tự mình động viên để là cố gắng vươn lên. Thì chị rất là cảm ơn là các mạnh thường quân và hai chú. Dạ dạ. Vâng. Cố gắng lên chị nhé. Từ trước đến giờ thì chị đã bao giờ chăn nuôi bò chưa? Chị thì hồi xưa thì nói chung là ở với bố mẹ thì chị cũng là cũng chăn nuôi vậy, nói chung là cũng làm vậy, nhưng mà riêng chị thì chị chưa. Chị chưa bao giờ nuôi bò đúng không? Mới học hỏi. Hôm nay thì chưa bao giờ từng chăn nuôi bò, nhưng mà chị thấy cặp bò mà và con bò con này, con bê này thì chị thấy có hài lòng không? Chị rất là sướng, vui chị mừng. Rất là sướng, rất là vui mừng đúng không? Thấy đẹp không? Quá đẹp hả? Quá đẹp. Dạ dạ. Rất là tuyệt vời. Em bản thân em cũng thấy rằng là rất đẹp. Rất đẹp. Đấy, mọi người chúng ta nhìn này. Đây là con bò mà quý vị nhá. Đấy, con bò mà này là bò cọ pha một chút lai thôi. Nhưng mà nhìn rất là nái nộm, nhìn rất đẹp. Đấy, lông rất là mượt. Đấy, chứng tỏ là sức khỏe của con bò này là cũng rất là tốt. Đấy, ngoài ra thì được một cái con đẻ, con bò này đẻ ra một cái con bò con này nữa, con bê này. Đấy, ở quê Hà Tĩnh, Nghệ An người ta gọi là con me đấy, thì rất là đẹp. Đây là con me lai. Đó, đẹp quá, dáng dấp rồi lông lá cũng rất là đẹp, đúng không? Tuyệt vời. Đấy. Giờ bố mà đang mang thai gọi là lứa thứ hai á. Thế là cái đẻ ra con me này là lứa đầu tiên à? Thế thì tuyệt vời quá, thế là mua được cái con giống này là quá quá đẹp luôn rồi chị ạ. Đúng là chị cũng có cái duyên gặp về với cái hộ gia đình họ là hai ông bà già. Nên đâm ra là họ cũng không có là muốn là nói chung là về già rồi cũng muốn nghỉ ngơi này kia, cho nên họ là vâng. Bạn mình nhá. Vâng. Cũng là cái máy của chị. Vâng. Rất là may quý vị ạ. Thực ra là cái lần đầu tiên đấy, khi mà đến thì Khánh thay mặt các cô chú các mạnh thường quân để trao cái tấm lòng của cô chú dành cho chị Nga đấy, thì chị Nga cũng nói rằng là chị thì bây giờ cũng hai mẹ con cũng mẹ quá con côi, cho nên là cũng không biết được là phải mua bán rồi chăn nuôi thế nào, cho nên là chị Nga có nhã ý là nhờ Khánh là nếu quen biết ai thì mua giúp chị luôn. Đấy thì trong quá trình đó thì em Khánh cùng em Dũng chúng em cũng có săn tìm đấy, nhưng mà sau đó thì được một cái người dân địa phương ở đây cũng là một người thân, cũng khá là thân ruột với là chỗ chị Nga, bảo là ở trong này cũng có gần chỗ nhà chị Nga đây cũng có những hộ gia đình mà người ta nuôi mà cũng đang có ý định bán đấy, cho nên là mua luôn ở trong này cho nó tiền. Thì hôm nay Khánh quay trở lại đây và thấy được chị Nga đã mua được một cặp bò mà me để nuôi như thế này là Khánh rất là vui, rất là mừng.
Cho nên là Khánh với em Dũng không cần phải mua ở ngoài kia để đưa vào nữa. Nó sẽ thuận tiện hơn cho mình rất là nhiều, chị Hà. Dạ. Đấy. Cố gắng chăm bón vào cho nó đều đặn là nó sẽ bén thôi. Nó sẽ nhanh lớn, nhanh phát triển thôi. Dạ. Gọi là nó mới đẻ cái con bò mà này mới đẻ cái con kia là lứa đầu tiên đúng không? Lứa đầu tiên. À. Đấy, còn bây giờ đang mang thai được mấy tháng rồi? Gần 2 tháng. Gần 2 tháng à? À. Thế là nếu mà người thì người ta nói rằng là gái một con thì trông mòn con mắt đúng không? Chứ bò thì bây giờ một con thì như thế nào nhỉ? Chắc là trông mòn hai mắt. Đấy, bò một con trông mòn hai mắt. Quá đẹp. Đấy. Rồi. Đấy, bên này như vậy là vừa rồi là mình sửa sửa sang lại đó. Sửa sang lại rồi đúng không? Đấy, sửa sang ở bên này rồi. Về gà thì chị cũng đang còn có ý định là chị để là dần dần thì chị mua thêm lưới về chị là làm thêm. Vâng. Làm lại cái công trình nuôi gà. Dạ dạ. Là chị vâng. Dần dần rồi chị cũng là có ý rồi cố gắng nuôi nuôi thêm đan xen thêm chị ạ. Để phát triển kinh tế gia đình như thế mới vượt lên được. Các cháu ở khu trong kia chị này, khu trong kia đấy, cái đang mình đang còn một cái gian ở trong kia thì mình có thể là nuôi nuôi thêm vịt hoặc là ngan gì ấy đấy, ở nhà các cháu chăm thêm đó vẫn được ấy. Như em ngày xưa nhỏ nhỏ, như mấy đứa nhỏ này này, em ngày xưa bằng tuổi đứa nhỏ con chị con út này này nhá, là ăn rồi là đi đi cuốc chùn suốt ấy. Đấy, cuốc chùn suốt ấy. Đấy, cuốc chùn với là bằng tuổi con chị là em ăn suốt ngày đi cấy và đi cày thì cùng với bố mẹ mà. Từ nhỏ thì nói chung yeah. Giờ theo cái thời đại giờ nó không sướng hơn mình hồi xưa nhiều. Dạ. Yeah. Nhưng mà cũng là hai chú cùng hướng cho các cháu để các cháu trải nghiệm cái cuộc sống thì chị cùng rất là mừng. Dạ dạ. Nhưng mà cái việc quan trọng là vẫn phải học hành cho thật tốt vào. Dạ. Yeah. Thế còn cái việc mà nuôi bò này mình nuôi ở nhà đấy thì cũng đơn giản thôi mà. Hai con thì đơn giản thôi, cho ăn rau khoai á. Rau khoai thì bột ngô thì là cắm lúa. À, dạ dạ, dạ dạ. Rồi chúc cho mẹ con là được may mắn, chăn nuôi là được thuận lợi, chị nhá. Dạ. Yeah. Thế quên em hỏi chút là thế con bò trong này là có bầu được có mang được 2 tháng rồi thì họ có phối giống lai á? Có phối giống lai á. Thế thì tuyệt vời quá, thế là nuôi là 1 năm nữa là đẻ ra là thành 3 con bò rồi. Đấy. À, thế thì từ giờ Tết từ 12 tháng sau là ngon lành cành đào rồi, vậy là hơn dự kiến rồi. Hả? À. Vời quá. Đang là hơi á. Đang là hơi nhá. À, là hơi. À. Hơi. Mừng không? Chị rất mừng. Mừng á. Quá mừng luôn. À, quá mừng luôn em. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Đấy. Vui quá, em cũng rất là vui. Dạ. Yeah. Chào ông. Vâng. Dạ. Chào. Thế hôm nay thì khi mà được các mạnh thường quân giúp đỡ cho chị Nga một ít vốn để chăn nuôi như thế thì ông bà mừng không? Báo cáo chú các mạnh thường quân và hai chú là quan tâm đến gia đình của cháu thì ông bà rất là phấn khởi và rất là mừng. Dạ. Và được cái nguồn vốn đến về giúp đỡ cho con cháu thì ông rất là mừng, cảm ơn các chú các mạnh thường quân. Dạ dạ dạ. À. Bà có mừng không bà? Bà có mừng ạ. À, mừng lắm không? Hoàn cảnh của con cháu thì như mẹ quả con thôi như các nhờ hai chủ Khánh và Dũng kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ cho con chứ chủ hai mà con bò về đấy thì ông bà mừng lắm. Dạ. Có tạo điều kiện cho các cháu đi học về có thời gian cắt cỏ. Dạ. Dắt bò. Dạ. Vâng. Thì cảm ơn ạ. Dạ dạ dạ. Đấy, tuyệt vời quá hả? Rồi bà chúc ông bà mạnh khỏe nhá. Chúc ông bà mạnh khỏe để làm cái điểm tựa cho chị Nga cũng như là các cháu. Để rồi có thể là phù thêm cùng với chị giúp cho các cháu, giúp cho chị phù thêm cái việc là chăn nuôi bò đây cho nó được thuận lợi hơn. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Úi giời ơi, đẹp quá. Nó dễ ăn em. Dễ ăn đúng không? Để nó là nóng thẳng. Đi lạ, đi cỏ, đi đồ, nó ăn dễ ăn. Dạ. Đây là cắt chuối ha.
Ngoài mình cho ăn rau khoai lang ra là mình cắt thêm cho thêm mình ăn thêm chuối hả chị? Cắt chuối rồi mình trộn với bột ngô hoặc là bột gạo em. À, trộn với bột ngô bột gạo. Đây là mình cho nó ăn. Rồi. Tốt quá. Bọn đi. Tớ ăn mấy không? Ghế ngoặc cái đó. À, và đây là những đứa con rất là đáng yêu, rất là ngoan của chị Nga đây quý vị. À, như lần như những video trước thì chúng ta cũng đều biết đến rồi. À, những đứa con của chị Nga thì học rất là giỏi, đặc biệt là đứa con gái đầu tiên của chị Nga đây. À, cháu tên là gì nhỉ? Cháu tên là Võ Thị Hiền Vi. Võ Thị Hiền Vi hả? Dạ. À, rồi cháu tên là gì? Võ Thị Phương Anh. Võ Thị Phương Anh á? Dạ. Ui tên đẹp thế, thế còn cháu? Võ Văn Vũ. Hả? Võ Văn Vũ. Võ Văn Vũ á? À, thì đấy, quý vị chúng ta nhìn thấy không? Và hôm nay thì các cháu mặc cái trang phục rất là đẹp. Hôm nay thì tình cờ thôi, khi mà Khánh đến đây thì đây là những bộ áo quần mà chú Phước đã tặng cho các cháu ở cái lần trước mà chú đến rồi đúng không? Chú có trao rồi đấy, các cháu mặc chú, các cháu có thích không? Dạ có. Hả? Thích không? Đẹp đúng không? Rất là đẹp. Hôm trước thì khi mà Khánh đăng tải cái video về việc là mua áo quần cho những đứa con của chị Nga đấy thì có người nói rằng là ối giời ơi chú Khánh mua áo quần sao lại quần thiếu vải thế. Thì xin thưa với quý vị ở đây là không phải là quần thiếu vải đâu mà cái mốt là nó là quần quần lưng đấy. Đấy rất là đẹp. Rất là đẹp. Thế thì hôm nay thì các cháu được gia đình các cháu đấy đã được các mạnh thường quân tài trợ cho mình có một chút vốn để chăn nuôi nhá. Đấy, điều đó là cái điều rất là mừng cho gia đình mình. Thế thì bên cạnh đó thì còn có chú Phước cùng với là em Hào Nhân Nguyễn ở bên Mỹ đấy. À, thì chú Phước cũng rất là nhìn thấy các cháu qua hình ảnh, qua video của chú đăng lại lên đấy. Thì chú Phước cũng rất là thương. Cho nên là chú Phước nói rằng là sẽ đồng hành cùng với các cháu nếu các cháu mà học thật giỏi, đạt được học sinh giỏi của trường đấy. Thì chú Phước sẽ có một cái tài trợ cho các cháu một cái phần thưởng rất lớn. Thứ nhất đó là sẽ tặng cho các cháu một chiếc xe đạp. Đấy, thứ hai nữa là sẽ tặng cho các cháu cái khoản tiền học bổng nữa nhá. Như vậy thì con có muốn nhận cái phần thưởng của chú Phước không? Dạ có. Có hả? Vậy thì có quyết tâm để học giỏi không? Dạ có. Ok, rồi cháu có muốn nhận phần thưởng không? Có quyết tâm học sinh giỏi không? Dạ có. Có, rồi, ok, còn cháu thì sao? Cháu quyết tâm thì đạt được học sinh giỏi. Ừ, để nhận quà của chú Phước. Và để học thật giỏi để sau này có được một cái cơ hội tốt, trưởng thành, có công ăn việc làm tốt để nuôi mẹ nhá. Vậy thì hai em thì chưa đạt học sinh giỏi lần nào đúng không? Thế còn cháu thì đạt rồi đúng không? Cháu lớn Vi là đạt rồi đúng không? Dạ. Thế thì bây giờ cái nhiệm vụ của cháu đó là phải kèm. Đấy, phải dạy, phải kèm cho các em để làm sao các em cũng phải học thật giỏi cháu nhé. Rồi ok đấy. Cứ đi chị trộn thêm với rau khoai mà chị băm một nửa thì đẹp. Cho thêm muối đúng không? Rồi thôi thì bây giờ thì cũng muộn rồi. Em xin phép về gì nhá. Dạ. Dạ, chúc cho một lần nữa thì chúc cho bốn mẹ con chị luôn luôn được mạnh khỏe và công việc chăn nuôi trong cái thời gian tới đây là sẽ luôn luôn là sẽ phát triển mạnh mẽ chị nhá. Bò là luôn luôn là khỏe mạnh. Đấy, mắn đẻ. Đấy nhá. Bán thì đắt giá. Hả? Ok, tạm biệt chị nhá. Niềm vui quá lớn cho nên là chị cũng biết là
nói gì nữa, chỉ biết cảm ơn vậy thôi. Cảm ơn cha hai chú với lại là cảm ơn các mạnh thường quân. Dạ dạ dạ, rồi chúc cho mọi điều là tốt đẹp, vạn sự bình an, thuần buồm xuôi gió, làm ăn phát triển chị nhá. Ok, em xin phép em về nhá. Dạ 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 dạ. À, bác đây là hàng xóm hay là người quen đấy? À, bí thư chi bộ. À, bác là bí thư chi bộ. Dạ. Ngày hôm nay thì khi mà Khánh đến đây đấy để thăm hỏi gia đình chị Nga, cũng như là cái ngày mà chị Nga chính thức là dắt một cặp bò mà me về để nuôi đấy, thì cũng có một bác hàng xóm và hiện nay cũng đang làm cán bộ địa phương ở đây đấy, thì bác thực sự là cũng biết tin và cũng rất là vui mừng, cũng đến chung vui cùng với gia đình. Bác cũng có đôi lời chia sẻ. Vâng. Thực tế thì thay mặt cho cấp ủy chi bộ và chính quyền ở địa bàn thôn Quỳ Xã Yên Hoa, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, rất chân thành cảm ơn sự lòng hảo tâm của các cái nhà hảo tâm đã giúp đỡ và tài trợ cho mẹ con chị Trần Thị Nga vì điều kiện từng hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vừa rồi thì chi hội phụ nữ cũng đã tổ chức là quyên góp đồng viên để giúp đỡ gia đình mẹ con chị đã có được trên 5 triệu đồng. Thì hiện nay có những nhà tài trợ giúp đỡ này, thay mặt cho chính quyền cùng cảm ơn và cùng giao trách nhiệm cho chị Nga, rồi cố gắng mẹ con chị Nga phải cố gắng làm thế nào đó. Hiện nay một cặp bò thì năm sáu sẽ là có hai cặp bò, để làm thế nào để là vừa tròn tình tròn nghĩa với là những người tây tư thiện và với là trách nhiệm để nuôi con ăn học nên người, cố gắng các cháu học hành tiến bộ học giỏi để đừng phủ lòng công đức của mẹ và ông bà cũng như chính quyền và các nhà tài trợ. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, dạ dạ. À, làng xóm ai cũng yêu thương nhà mình cả chị ạ. Dạ, cho nên là cố gắng lên chị nhá. Dạ dạ, chúc cho mẹ con luôn luôn mạnh khỏe và mọi sự tốt lành. Chăn nuôi thì phát triển thuận lợi. Vâng, nhá. Dạ dạ dạ. Thôi, xin phép cả nhà. Đó. Và đây chị cũng là xin chúc cho là chú Khánh, chú Dũng rồi là các mạnh thường quân là luôn luôn thật nhiều sức khỏe để là con là được đường là giúp đỡ cho nhiều gia đình là khó khăn hơn nữa. Dạ dạ dạ. Vâng vâng. Rồi, cảm ơn chị, chào chị nhá. Dạ dạ.